Đang ngủ thì lại thấy khói bốc lên mù mịt, thanh niên đang định gọi cứu hỏa thì lại thấy em mình đang có hành động lạ. Mới đây, một thanh niên đã chia sẻ lại khoảnh khắc vô cùng kinh hãi khiến tim anh suýt nữa thì nhảy luôn ra ngoài. Cụ thể ngay sau khi ngủ dậy, thanh niên đã thấy căn phòng của mình hư hư ảo ảo, khói bốc lên mù mịt, mỗi tội là không thấy có mùi khét. Trong lúc hoảng loạn, anh đã cầm ngay chiếc điện thoại của mình lên để chuẩn bị gọi cho xe cứu hỏa đến dập lửa. Tuy nhiên cho đến khi nhìn xuống dưới, thanh niên này mới tá hỏa khi thấy đứa em gái của mình đang trang điểm theo kiểu Bình Dương. Theo như suy đoán của Giang Cư Mận, khả năng cao là cô gái này đang chuẩn bị đi gặp bạn trai nên mới trang điểm rất nhanh và nhiều đến vậy. Có thể thấy, những pha dặm phấn vô cùng mạnh mẽ, dứt khoát đã khiến nhiều người cũng cảm thấy thương xót cho cái làn da ấy. Không chỉ một hộp, hai hộp mà cô em gái này chắc chắn sử dụng vài cân phấn để trang điểm, thế nên ngôi nhà mới được chìm đắm trong không gian hư ảo đến vậy. Khả năng cao là sau khi được chứng kiến màn trang điểm sương sương để đi gặp bạn trai của em gái, ông anh đang suy xem có nên xin tiền mẹ dọn ra ở riêng luôn hay không, chứ mỗi khi mở mắt ra lại thấy cảnh này chắc tuổi thọ của anh cũng giảm đi đáng kể. Viva 24 giờ cảm ơn bạn đã xem. Hãy tiếp tục theo dõi nội dung tiếp theo từ chúng tôi.